Xin chào các bạn nhé. Trong video này thì tôi có quay cái quang cảnh khu vực Hồ Ly, một cái hồ chứa nước thuộc tỉnh Phú Thọ. Thì nghe nói là khu vực này khá nổi tiếng, được các bạn trẻ lăng xê lên là khu du lịch, khu điểm đến gì đấy. Nên tôi nhân chuyến đi công tác tỉnh Phú Thọ thì có đi qua đây quay xem trông nó như thế nào. Không có thời gian đi nhiều sâu bên trong nên tôi sẽ dùng thiết bị drone để quay từ trên cao xuống ạ. Cái hồ ly này là thuộc khu vực xã Thượng Long nhé, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hồ này cách Hà Nội khoảng 130 km nhé, đi phải mất 3 tiếng mới tới nơi đấy. Các bạn đi đến huyện Yên Lập thì thị trấn Yên Lập này sẽ ra xã Thượng Long. Xã Thượng Long thì hỏi đến Hồ Ly là sẽ tới. Các bạn đi đường quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà, qua huyện Thanh Thủy và Thanh Sơn, qua mấy huyện này rồi mới đến Yên Lập. Tại Yên Lập nó rất là xa, nói là hơn 130 cây thôi nhưng mà đi mất thời gian lắm, tại vì có nơi đường nó xấu. Nếu đường ô tô thì các bạn đi theo đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến đoạn rẽ sang khu vực Lâm Thao, có đi rẽ sang cầu sang Yên Lập nhanh hơn. Còn đi xe máy thì đi đường quốc lộ 32. Đây là phía đầu nguồn của đầu ly Hồ Ly nhé. Tôi sẽ bay vào trong đầu nguồn để xem. Khu vực rừng đầu nguồn thì nhìn cũng không giống rừng nguyên sinh lắm đâu, đa phần bị khai thác để làm rừng trồng sản xuất hết rồi. Chỉ còn một ít khu việc phía trên thôi là gọi nhìn giống nguyên sinh một chút, nhưng mà thực ra thì trên đấy thì tôi thấy cũng không còn cây to nữa, chỉ là những cây bụi, những cây gỗ không có giá trị rồi. Chứ nhìn tình cảnh, tình trạng như này là cũng bị khai thác hết rồi. Mọi người cắm trại thì tôi nghĩ là hay vào khu bên trong đi hơn, khu ngoài này thì tôi thấy không có cái bãi đất trống nào cả, chỉ có cái khu đập của hồ Thượng Long mà thôi. Có một cây cầu gầu treo đấy, ban đầu của tôi quay đấy, cây cầu treo ấy, nhìn thì nó hay hay một chút. Chứ bên trong này tôi thấy cũng không có cái gì cả. Suối đầu nguồn. Thì qua tìm hiểu thì tôi biết là cái hồ ly này được tạo từ hai khe nước là khe ly và khe chanh. Người dân địa phương ở đây thì hay lấy tên khe ly để đặt tên gọi cho hồ, gọi là hồ ly, không thì tên gọi khác là hồ Thượng Long, tại vì tên xã là như vậy. Trông những bức ảnh trên mạng thì rất là đẹp, rồi là nói picnic rồi là dệt thổ cẩm các thứ, nhưng mà tôi đến đây tôi thấy nó chả có cái gì cả. Đúng là đọc báo nó một kiểu nhưng đến nơi là sẽ thấy khác, nhưng mà chỉ thấy là cái khung cảnh cái thiên nhiên thì rất là yên bình, trong lành. Đây các bạn xem, bên trong này còn vài hộ dân nữa sống tít bên trong này, chắc họ trồng rừng ở trong này, canh rừng. Gần như cái diện tích khu vực này là rừng nguyên sinh đấy, nhìn những con đường đi đến đâu là rừng sẽ không còn đến đấy. Đấy, nhìn con đường chở gỗ đi cả đấy, chỉ còn một ít chòm chòm ở bên trên thôi, chứ còn phía dưới thì đã rừng trồng hết rồi. Khu vực này mà lắm được khoảng vài chục ha để trồng gỗ thì rất là ấm đấy. Tôi xuất phát từ phía bên ngoài khu vực hồ rồi các bạn này, mà tôi bay tít vào trong này rồi, tín hiệu vẫn là tốt. Này, trong này, trong này vẫn là hồ nước nhé. Rất nhiều lối đi, ô tô con thì có thể vào đây được. Cái đường đi xe máy vào lên qua hồ rất là khó nhé, đường rất là xấu ấy, cần phải xe gầm cao mới đi được, cái xe gầm thấp nên lầm chởm. Lại hai nhánh bên trong này đây,
trông cái này thôi, nhưng hồ nước này khá là sâu đấy các bạn nhé. Đấy, nhìn từ xa là thị trấn Yên Lập này, cánh đồng này. Khu vực đằng kia là khu vực núi đá, còn chỗ này thì thành núi đất này. Núi đất mới rừng trồng. Giá như chỗ này là cánh rừng thông thì nhìn nó thi vị hơn một chút. Nhưng đa phần là rừng keo đây, mọi người hay trồng keo ở đây. Khai thác để lấy gỗ. Đấy, nhìn khu đập này. Khu đập này thì có nhiệm vụ là cung cấp nước tưới tiêu cho toàn bộ khu cánh đồng phía bên dưới nhé. Tính ra thì cái đập này nó cũng nhỏ thôi, còn đập nước này, đập này giữ nước này. Đấy, nhìn ra cái cầu treo kìa. Cái cầu treo này thì được những cái bạn trẻ chụp ảnh trên mạng xe rất là nhiều. Đấy, vừa bay qua một vòng thì tôi không thấy có gì đặc biệt cả. Đây chính là con đường chính để vào bên trong. Còn nhánh hồ bên kia thì gần như là không có đường vào. Lát nữa thì tôi sẽ bay ra nhánh hồ bên kia. Đây các bạn xem gần. Cái cầu treo này khá là yếu nhá, nếu mà xe trọng tải lớn ấy là không đi qua được đâu. Cái nhịp cầu nó dài như thế kia mà. Phăng một phát là thôi là xuống dưới mặt hồ luôn đấy. Mà cái chỗ lòng hồ này là sâu lắm đấy. Đây các bạn xem cái xe cành cạch kia nó đang đi đấy. Xe máy nó đi sau. Cái đường khai thác gỗ thì đi đường khác rồi các bạn ạ, chứ không đi qua cái cầu này đâu ạ. Hồ ly tự thiết kế có cái chỗ tràn nước qua nhé. Đấy. Khu góc phải phía màn hình của đập này, này. Khu tràn nước này. Khi nào mực nước nó lên cao, quá cao tràn thì sẽ tự động tràn qua khu vực đấy xuống phía dưới. Để đảm bảo cho an toàn đập. Đây các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái khung cảnh của cái cây cầu này. Tôi thấy là chỗ này là cái khu vực đẹp nhất của Hồ Ly rồi. Hồ Ly Tinh. Nước hồ khá là sạch nhé, trong xanh. Trên này người ta không nuôi trồng gì, không có trang trại lợn hay là trồng chè, trồng chiếc gì đâu. Nên là nước hồ là rất là trong sạch, cá nuôi đây là sạch này. Chỉ có một hộ nuôi cá ở chỗ khu vực đầu đập đấy thôi. Chứ còn trong này thì một vài hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đáng kể. Bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp ra phía nhánh tiếp theo của Hồ Ly. Đấy, con đường nhỏ kìa men men theo hồ này, ra những ngôi nhà người ta ở đấy. Trong này thì yên tĩnh rồi, quá yên tĩnh luôn, nhưng mà xung quanh ta là rừng cây thôi, âm u. Mọi thứ thì khá là thiếu thốn, mua gì cũng phải đi tít ra ngoài thị trấn mua được. Trong này không có gì cả. Trước kia chưa xây đập thì khu vực này chắc là những con suối mà. Dòng chảy của các con suối. Và dòng chảy ở những con suối này vào những mùa cạn ấy là sẽ không có nước mấy. Tại vì khu vực phía trên rừng đầu nguồn là cũng được khai phá rất là nhiều rồi, không còn những cây bụi, không còn rừng rậm mấy nữa, đâm ra là cái nguồn nước nó sẽ bị hạn chế hơn. Thế trước thì nếu mà rừng còn thì nước mà chảy quanh năm luôn cái khu vực này. Đây các bạn vào rất là sâu bên trong rồi đấy, khoảng đến gần 2 cây số rồi đấy. Bên trong này vẫn là rất là nhiều nước này đấy. Đây có cả
thuyền đi nữa này. Đấy. Đấy, trong này người ta cũng khai phá hết rồi, trồng rừng hết rồi các bạn nhé. Đấy, đi đường này vào hơi bị khó. Đấy, nó bị chia cắt về hồ nước này, cảnh rừng núi. Đúng cảnh rừng núi luôn. Xa kia mới là rừng rậm kìa. Đấy, đâu sâu tít vào bên trong kìa. Nhưng mà cái tín hiệu của tôi này nó yếu rồi nên tôi không thể bay xa được nữa. Chắc phải cho quay đầu máy bay quay đầu lại thôi. Thử cố đi một đoạn nữa xem thế nào. Tại vì con đường kia tôi rất là tò mò. Khả năng là một con đường khác để đi vào khu vực này để khai thác gỗ. Như gỗ trồng nhiều như này mà không làm đường khai thác thì cũng không hiệu quả. Toàn núi thôi, núi rất là to nhé. Như tầm 20 năm về trước thôi thì khu vực này rậm rạp lắm đấy. Thậm chí những có những loài động vật quý quý một chút là vẫn có đấy. Nhưng giờ rừng trồng thì không còn nữa rồi. Chỉ còn mấy con linh tinh, chồn sóc này. Đấy, nhìn từ phía xa hồ ly đây. Hồ ly là một cái hồ nước theo con suối. Nó là hai nhánh cả. Nó bò như của con rắn ấy, chứ không phải là một cái hồ nước rộng thênh thang và mênh mông đâu nhé các bạn nhé. Và nó chỉ có mỗi cái khu vực cầu cầu treo kia là nhìn nó còn đẹp đẹp một chút thôi. Chứ thì tôi cũng không thấy có một cái gì đặc biệt cả. Tại vì trong này là người ta sinh sống, người ta làm việc ở trong này. Không có khu du lịch, không có một cái gì ở trong này cả. Đấy, khu vực hồ nước này. Chỗ hồ nước này khá là rộng nhá, rộng như chỗ khu cầu luôn đấy. Tôi bay cao lên thì tín hiệu nó tốt hơn một chút nên vậy tôi sẽ bay lùi vào phía trong một chút này cho các bạn xem này. Toàn bộ khung cảnh chỗ này. Thực ra bay lùi như thế này rất là nguy hiểm bởi vì nếu mà đỉnh núi nào cao thì có thể chạm vào và rớt máy bay luôn. Mọi người di chuyển ở đây trong đây bằng thuyền các bạn ạ. Có thể khả năng là người ta sẽ phi gỗ xuống hồ này rồi là dùng thuyền kéo để ra khu đập. Sau đó thì ô tô trở ra. Đây là cách khai thác chứ tôi thực sự là tôi để ý là không có một cái con đường nào ô tô đi vào cả. Ví dụ như cái bán đảo kia là không có đường luôn vào này. Mà trồng rất nhiều cây mỡ nhá. Cây mỡ rồi là cây cây keo. Đấy. Trong này thì trồng trọt thì không lo mất trộm rồi. Tại vì không phải hàng rào gì cả đấy. Cả một cái hồ nước lớn bao quanh này. Địa hình chia cắt này. Ai đời mà đi vượt mấy quả đồi để đi vào trong đây cả. Bê được thì cũng đến chết mệt cả. Đi thuyền này cả. Đấy. Bay một loạt nữa ra ngoài kia cả. Cảnh cũng rất là đẹp này. Núi non và nước bao giờ cũng đẹp, hài hòa đấy. Kia có một con thuyền đang đi vào. Thuyền là phương tiện chính. Độ cao này là 350 mét này. Khá là cao rồi, nên nhìn rõ toàn cảnh luôn. Khu cầu các thứ này đây. Đấy, giống như một con đầu con rắn lìa ra vậy. Vậy trong video lần này thì tôi đã quay cho các bạn toàn cảnh khu vực Hồ Ly thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nhé. Đây toàn bộ là chỉ có thế này thôi, không có gì đặc biệt cả. Thực ra báo viết một đằng nhưng mà phải đến thực tế xem thôi. Chỉ có được mỗi cái cầu kia thôi. Theo tôi nhận xét là thế. Còn video bây giờ tôi xin kết thúc ở đây nhé. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ. Và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video.